Đây thì có camera này được cài đặt khá là hay, như là các camera nằm rải rác ở các cái địa điểm khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có hai chiếc camera ở Cát Hải này, đó, chiếc này ở Cát Hải này, và một chiếc thì ở Hòa Lạc này, đấy, Thạch Thất Hòa Lạc Hà Nội đấy, và hai chiếc ở Vũng Tàu. Đó, thì cái trụ sở theo dõi thì lại để ở Hà Nội. Đấy, thì các bạn có thể gắn cái camera một bằng cách là gắn từ xa, cái tên miền từ xa về đầu ghi hình để Hà Nội. Thì mình đã có một cái bài hướng dẫn rồi, các bạn tìm trong cái mục video, cái mục hướng dẫn sử dụng nhé, trên hoạt động camera nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái việc là khai báo cái tính năng PTZ cho camera PTZ như thế nào. Ok, đúng ạ. Thì ok, mình sẽ, đây là vào đầu ghi hình này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trực tiếp cái con camera chúng ta cần cần cái khai báo. Chúng ta sẽ vào khai báo cái con camera PTZ ở ngoài Vũng Tàu này nhá. Thì mình đang khai báo từ xa. Hiện tại mình đang ở Hải Phòng và mình sẽ khai báo từ xa cái camera ở Vũng Tàu. Thì bạn phải dùng cái trình duyệt Internet Explorer, bạn truy cập vào cái camera, cái tên miền của camera ở ngoài Vũng Tàu đó. Rồi, bạn vào cái mục Live View và chúng ta nhìn sang cái cột bên trái này. Đây, cái đây gọi là preset này. Ok, preset là gì? Preset là một cái điểm bạn muốn quan sát. Ok, ví dụ tôi sẽ hướng dẫn bạn khai báo preset nha. Bạn sẽ quay ra cái khu vực mà bạn muốn quan sát này. Đó, bạn thấy cái khả năng zoom xa của nó chưa? Đó, khả năng quay trái quay phải của nó rất là cao. Ví dụ như là tôi sẽ demo một cái khả năng zoom xa của nó cho bạn xem. Ấn tượng đúng không ạ? Và ok, bây giờ chúng ta sẽ khai báo, đầu tiên là khai báo các preset là các cái điểm đặt. Tức là bạn muốn quan sát cái điểm nào thì bạn khai báo cái điểm đó, để sau đó chúng ta sẽ đặt lịch nó tự động nó chạy. Tự động nó chạy quét tất cả các điểm mà bạn muốn khai báo. Camera cứ tự động, cứ là sẽ tự động quét vòng đi vòng lại, quay đi quay lại tất cả các điểm bạn muốn quan sát đó. Đầu tiên là cái điểm thứ nhất thì tôi muốn khai báo ở đây, tôi sẽ khai báo vào preset 5 nhé. Các bạn có thể khai báo preset 1 hay không là tùy bạn đó. Sau đó bạn sang cái điểm thứ hai, ví dụ ở điểm này đi, xong bạn muốn cho nhỏ lại hay là phóng to ra đó. Sau đó bạn khai ấn vào cái nút set này đó. Như là ok, nó sẽ hiện sáng lên, tức là preset 6 đã khai báo thành công. Preset 7 là chưa khai báo, nó có màu chìm chìm này. Đó. Nếu bạn khai báo tiếp một cái điểm 7. Điểm 7 là điểm nào đó đi. Đó. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đúng không ạ? Bạn không to hay thu nhỏ tùy bạn. Bạn nhấn vào cái reset. Ok, như vậy là mình khai báo xong preset 7. Rồi mình khai báo tiếp một preset 8 chẳng hạn. Đó, dưới chân này đi. Ok, nhấn vào preset 8. Được rồi. Rồi chúng ta hãy thử nha, các bạn nhấn vào preset 5 này, ấn vào cái mũi côn này, cái phím côn này. Đó, nó sẽ gọi camera, tức là nó gọi camera trở về preset 5. Đó, đúng không? Đúng cái preset vừa rồi đúng không ạ? Rất là hay. Preset 6 nha. Đó, rất nhanh. 7 này. Đó, 8 này. Rồi, rất hay đúng không? Đó. Thế patron là gì? Patron là tập hợp của tất cả các preset. Mình sẽ đây dùng patron 2 nhá. Đây là mình sẽ chọn preset số 5 mình vừa khai báo này. Tốc độ là quay là 30, là tốc độ mặc định, là mình cứ để tốc độ vừa phải đấy thôi. Đây là giữ khi mà đến cái preset số 5 và bạn muốn nó đứng ở đó trong thời gian bao nhiêu lâu, bao nhiêu giây này, nó sẽ để ở đây. Ví dụ bạn muốn để cho nó đứng ở đây là cái thời gian này là bao nhiêu giây này, tức là bạn khi mà gọi đến preset 5 thì cái bạn muốn cái camera nó đứng ở đó trong vòng bao lâu, mặc định là 15 giây, thì tối thiểu là 15 giây nhá. Bạn có thể để cao hơn, bạn ví dụ bạn muốn để 16 giây chẳng hạn. Đó, rồi bạn tiếp tục chọn cái preset tiếp theo, trong thời gian bao lâu cũng 15 giây đi. Preset tiếp theo là preset số 7 này, mình để trong vòng là 20 giây này, tùy bạn đúng không?
Reset số 8 này. Trong vòng 25 giây. Ok, bạn lưu lại. Rồi, Patron là tập hợp tất cả các điểm preset. Mình vừa khai báo Patron 2, tập hợp các điểm 5, 6, 7, 8. Đúng không? Bây giờ chúng ta thử ấn nút play này. Start. Đó. Thì lúc này nó sẽ lần lượt nó gọi Patron 5 này. Rồi, sau đó là chờ trong vòng 15 giây hay 20 giây chúng ta vừa khai báo ấy. Sau đó nó mới đi tiếp sang cái điểm preset thứ tiếp theo là preset 6. Đúng không ạ? Rồi preset 7 đúng không ạ? Đấy. Đó, bạn thấy chưa? Nó đã sang một preset 6 rồi. Thì mình đến hướng dẫn sau một cái vùng tiếp theo là pattern này. Pattern là gì? Pattern là nó sẽ ghi lại cái thao tác và hành động của bạn để nó làm theo như vậy, thay vì là nó tự động nó chạy đến các cái điểm đấy mà nó muốn là. Ví dụ như chúng ta sẽ thử một cái pattern 1 nha, để các bạn hình dung trực tiếp luôn này. Chúng ta ấn vào Start Recording này. Đó, khi mà chúng ta bấm sang trái này thì nó sẽ lưu cái thao tác bấm sang trái này. Đấy, nó lưu tất cả các thao tác của bạn. Thao tác của bạn nó như thế nào nó sẽ tự động nó lưu lại. Rồi zoom to này, phóng trả lại này. Bạn làm thao tác gì nó sẽ ghi hết các cái tuần tự các thao tác đấy. Rồi sau khi ghi xong thì chúng ta ok. Rồi chúng ta thử start để gọi nó nha. Đó, chúng ta vừa làm gì nó sẽ làm y hệt như vậy. Thấy chưa? Rất là hay. Đó là cái sự khác biệt giữa cái preset và patron nhé. Nó khác preset. Đó. Nó thú vị phải không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta sau khi khai báo xong thì chúng ta đặt lịch hẹn giờ như thế nào? Thì chúng ta vào mục cài đặt này. Đầu PTZ này. Đó, bạn đặt lịch này. Ở đây mình đặt lịch là các toàn thời gian gọi Patron. Đấy, thì các bạn có thể xóa, đầu tiên là xóa đi nhá. Chúng ta sẽ làm này. Ví dụ như là bạn chọn preset. Tôi muốn khai báo từ 0 giờ 00 cho đến 1 giờ 00 đi. Là chạy preset 1. Đấy. Bạn có thể chọn preset mấy tùy bạn. Preset 2 hay là preset 1 chẳng hạn. Tùy. Đúng không ạ? Và tiếp theo từ 1:00 cho đến 2:00 đi. Tôi chạy preset 2 chẳng hạn. Đó. Ồ, hình như mình vừa khai báo nhầm. Đây chẳng hạn. Đó. Thế bây giờ tôi muốn khai báo Patron đi. Patron là một tập hợp tất cả các preset đúng không ạ? Đấy. Nó sẽ báo, khai báo từ đây. Đến mấy giờ đó chẳng tùy bạn. Bạn có thể kéo này được cũng được. Đó là cái khoảng thời gian này sẽ chạy Patron này. Đó. Thế khoảng thời gian tiếp theo tôi muốn nó chạy pattern. Đó, đây bạn có thể nhìn màu và viết bên này nhá. Pattern là màu xanh lá, patron là xanh nhạt này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy để viết đúng không ạ? Đó. Đấy. Được chưa? Và cái khoảng thời gian tiếp theo tôi cũng muốn chạy pattern nốt đi. Hoặc là tôi chạy patron đi. Chạy patron đi. Được chưa? Đấy. Sau đó là tôi copy sang tất cả các ngày trong tuần này. Đây là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật này. Ấn lưu lại này. Đấy. Khi mà bạn ấn lưu lại thì cứ từ 0 giờ đến 1 giờ nó cứ chạy preset 2. Nó cứ thế nó chạy. Từ 1 giờ 59 cho đến 5 giờ 59 nó sẽ chạy Patron 1. Đó, đúng không? Như vậy là cứ theo giờ nó sẽ chạy tất cả các thao tác mà mình
vừa mới khai báo đấy. Chúng ta quay trở lại màn hình, chúng ta xem nó đang chạy cái thao tác của chúng ta vừa khai báo trong cái đặt lịch đó. Thì thường ở đây là mình hay sử dụng cái patron. Patron là gì? Patron là tập hợp tất cả các điểm preset, tức là mình chỉ cần khai báo patron là đủ đó. Còn cái backend kia mình cũng ít sử dụng, mình không cần lắm, mình sử dụng patron thôi. Như vậy là sau khi mình khai báo patron xong, mình để đặt lịch cho nó chạy patron 24 trên 24, cứ thế lần lượt nó chạy đi chạy lại, nó chạy đi chạy lại cái patron của mình. Patron nó tập hợp các điểm preset mà, các preset thì là các điểm quan trọng mình cần khai báo rồi, là ok là xong đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể kiểm tra patron bằng cách nhấn vào play này để nó chạy đó, rất là hay đúng không ạ? Đó, bây giờ mình có thể ngồi chơi, camera sẽ tự động quay quét những cái vùng mà mình cần phải quan sát, rất nhanh rất tiện đúng không ạ? Rất hay đó, tuyệt vời rồi. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong cái clip tiếp theo. Các bạn muốn hỏi thêm về camera PTZ mà khả năng zoom xa hay là khả năng mà quay quét của nó như thế nào, và cái bán kính và cái tầm phủ của nó như thế nào, cái góc ngẩng tối đa là bao nhiêu và góc gục tối đa là bao nhiêu, thì bạn hãy liên hệ với tôi.